chuyện tình Quang Hải và Chu Thanh Huyền, 3 năm yêu nhau đầy sóng gió và cái kết ngọt ngào. Chuyện tình chưa từng công khai. Quang Hải và Chu Thanh Huyền bắt đầu rộ tin hẹn hò từ tháng 4 năm 2021. Khi đó cộng đồng mạng đã phát hiện ra nhiều chi tiết trùng hợp giữa người đẹp sinh năm 2000 và Quang Hải. Từ những điểm chơi gôn, hashtag, hình ảnh đều cho thấy cả hai đang có mối liên hệ mật thiết với nhau. Đến tháng 9 năm 2021, tin đồn ngày trở nên rõ ràng hơn khi Quang Hải được cho là đã về ra mắt gia đình Chu Thanh Huyền. Suốt quá trình hẹn hò, Quang Hải và Chu Thanh Huyền chưa từng một lần lên tiếng công khai về mối quan hệ này. Chàng tiền vệ cũng từng vướng lùm xùm lạnh nhạt với bạn gái ở chỗ đông người, nhưng tất cả mọi nghi vấn đều xóa sạch khi có tin ăn hỏi. Quang Hải lần đầu tiên đăng ảnh bạn gái lên trang cá nhân. Sau 3 năm hẹn hò phải đến năm 2023, tiền vệ sinh năm 1997 mới đánh tiếng về mối quan hệ nghiêm túc với bạn gái. Tháng 8 năm 2023, Quang Hải mới lần đầu tiên đăng ảnh bạn gái lên trang cá nhân. Cụ thể, trên story Facebook, Quang Hải đăng tải hình ảnh chụp từ phía sau cùng bạn gái Chu Thanh Huyền trong chuyến du lịch. Cả hai ôm eo nhau, vòng tay tạo hình trái tim trong khung cảnh biển khơi cùng núi non đẹp mắt. Dù chỉ là ảnh chụp phía sau, nhưng đây là động thái rõ ràng nhất của Quang Hải công khai chuyện anh đang hẹn hò với một cô gái. Một lần khác, khi Quang Hải đi làm tóc, anh mở điện thoại và để lộ hình nền là bức ảnh chụp cùng Chu Thanh Huyền trong chuyến du lịch đợt nghỉ lễ 2 tháng 9. Lúc này dân tình mới tin rằng Quang Hải rất trân trọng nàng oác sinh năm 2000. Quang Hải sau nhiều lùm xùm liên quan đến chuyện tình cảm dường như kín tiếng hơn. Anh bắt đầu xác định nghiêm túc với bạn gái thời gian gần đây. Đặc biệt ở đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My diễn ra ngày 11 tháng 11 năm 2023 tại Thái Bình, Quang Hải đã đưa bạn gái cùng đi dự. Tại đám cưới, Thanh Huyền luôn có những cử chỉ gần gũi với mẹ của Quang Hải. Khi đám cưới gặp sự cố mất diện, Thanh Huyền đã đứng cạnh dùng tay quạt cho mẹ của Quang Hải. Bà Cúc, mẹ của Quang Hải, cũng vui vẻ nói chuyện với bạn gái của con trai. Đến tiệc cưới của Văn Hậu Hải My tối 26 tháng 11, tiền vệ Quang Hải liên tục có hành động khẳng định chủ quyền với bạn gái Chu Thanh Huyền. Anh chủ động nắm tay, ôm vai, dẫn theo bạn gái ở mọi nơi. Khi trò chuyện với các đồng đội cũ lâu ngày không gặp, Quang Hải cũng kéo bạn gái ra gần. Đặc biệt trên bàn tiệc sau khi đám cưới kết thúc, Quang Hải giới thiệu Chu Thanh Huyền với nhóm đồng nghiệp thân thiết.